Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc Diclofenac do dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Diclofenac cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thuốc Diclofenac có thành phần là Diclofenac Natri 75mg, được bào chế dưới dạng dung dịch tiêm truyền. Công dụng và chỉ định của Diclofenac điều trị triệu chứng ngắn ngày các đợt cấp viêm khớp, viêm khớp do gút, điều trị đau lưng cấp, đau dễ thần kinh, điều trị đau do sỏi thận, điều trị triệu chứng đau sau phẫu thuật đau do chấn thương. Cách dùng thuốc diclofenac để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi. Cần sử dụng diclofenac ở liều hàng ngày thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể, xem thêm phần những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này. Liều tối đa 150 mg tiêm bắp, nếu phải tiêm lặp lại nên thay đổi vị trí tiêm. Nếu thấy tiêm đau nhiều, phải ngừng ngay. Thời gian điều trị 2 đến 3 ngày, nếu cần, có thể cho điều trị tiếp bằng đường uống hoặc trực tràng. Để tiêm truyền tĩnh mạch phải pha loãng thuốc tiêm diclofenac 75mg trên 3ml thành dung dịch chứa 5mg trên ml bằng dung dịch tiêm natri chloris đẳng trương. Và phải truyền với tốc độ chậm 25mg trong 10 phút. Liều dùng thuốc diclofenac, người lớn, tiêm mông sâu, một ống một ngày, tiêm trong 2 đến 3 ngày. Ngoài ra có thể kết hợp thêm một viên 50mg diclofenac. Trẻ em, 2 đến 3mg trên kg trên ngày chia làm 2 đến 4 lần trên ngày. Các chống chỉ định khi sử dụng diclofenac, quá mẫn với diclofenac, aspirin hay thuốc chống viêm không steroid khác và các thành phần khác của thuốc. Người đang bị loét dạ dày tiến triển, người bị hen hay co thắt phế quản, chảy máu, bệnh tim mạch, suy thận nặng hoặc suy gan nặng. Người đang dùng bất cứ thuốc chống đông máu nào. Người bị suy tim sung huyết, giảm thể tích tuần hoàn do thuốc lợi niệu hay do suy thận, tốc độ lọc cầu thận nhỏ hơn 30ml phút do nguy cơ xuất hiện suy thận. Bệnh nhân suy tim sung huyết, từ độ 2 đến độ 4 theo phân độ chức năng của suy tim theo hội tim New York NYHA, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh động mạch ngoại vi, bệnh mạch máu não, người bị bệnh chất tạo keo, người mang thai ở 3 tháng cuối thai kỳ, giảm đau trong hoàn cảnh phẫu thuật ghép nối tác động mạch vành do nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, thận trọng với người có tiền sử loét, chảy máu hoặc thủng đường tiêu hóa thận trọng với người cao tuổi do nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn ở người cao tuổi cao hơn các đối tượng khác. Người bệnh suy thận, suy gan, bị lupus ban đỏ toàn thân. Người bệnh tăng huyết áp hay bệnh tim có ứ nước hoặc phù, các tình trạng giữ natri. Người có tiền sử bệnh gan, cần theo dõi chức năng gan thường kỳ khi điều trị dài ngày bằng diclofenac. Người có tiền sử rối loạn đông máu, chảy máu. Thận trọng với các trường hợp giữ natri do trong sản phẩm có cung cấp na cộng. Cần khám nhãn khoa cho người bệnh bị rối loạn thị giác khi dùng diclofenac. Nguy cơ huyết khối tim mạch, các thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs), không phải aspirin, dùng đường toàn thân, có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện biến cố huyết khối tim mạch, bao gồm cả nhồi máu cơ tim và đột quỵ, có thể dẫn đến tử vong. Nguy cơ này có thể xuất hiện sớm trong vài tuần đầu dùng thuốc và có thể tăng lên theo thời gian dùng thuốc. Nguy cơ huyết khối tim mạch được ghi nhận chủ yếu ở liều cao bác sĩ cần đánh giá định kỳ sự xuất hiện của các biến cố tim mạch ngay cả khi bệnh nhân không có các triệu chứng tim mạch trước đó bệnh nhân cần được cảnh báo về các triệu chứng của biến cố tim mạch nghiêm trọng và cần thăm khám bác sĩ ngay khi xuất hiện các triệu chứng này để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi cần sử dụng thuốc tiêm diclofenac ở liều hàng ngày thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể cần cân nhắc cẩn thận khi sử dụng diclofenac cho bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch rõ rệt như tăng huyết áp tăng lipid huyết thanh Đái tháo đường, nghiện thuốc lá. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc Diclofenac, đồng thời biết cách sử dụng Diclofenac sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham